Xin chào các bạn mình là Linh nay mình muốn giới thiệu đến các bạn cuốn sách bạn muốn biết vì sao chim cánh cụt không biết bay. Cuốn sách này là dành cho các bạn yêu thích chim cánh cụt về các loại động. Vật thích ở nơi lạnh giá, với hình ảnh sinh động bắt mắt, hài hước về những chú chim cánh cụt dễ thương hay những chú gấu trắng bút hoặc có thể là những chú sói dũng mãnh, và những câu trả lời cho những câu hỏi đặt ra về các loài vật trên sẽ đem lại cho bạn thật nhiều kiến thức bổ ích và thú vị cho các bạn còn bây giờ thì tạm biệt